Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phương pháp học tốt nhất đó là các bạn học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm, hình thức trắc nghiệm .vn, học theo phương pháp tư duy, các bạn ôn tập dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, ôn tập dự tuyển công chức viên chức, ôn tập các môn kiến thức chung, môn tiếng Anh, môn tin học theo hình thức trắc nghiệm. Các bạn có nhu cầu học trên phần mềm, câu hỏi trắc nghiệm, hình thức trắc nghiệm .vn các bạn kết nối Zalo với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số hiển thị trên màn hình à, 0912 59 56 54 hoặc 094 3078 123 để được hướng dẫn đăng nhập phần mềm. Sau khi các bạn kết nối Zalo với thầy giáo, các bạn sẽ nhận được các tin nhắn video bài giảng miễn phí các bạn xem trên điện thoại của các bạn à, các bạn à, biết rằng là phần mềm hình thức trách nhiệm chấm vn là phần mềm phi lợi nhuận sau khi kết nối Zalo các bạn sẽ nhận được các tin nhắn video bài giảng các bạn xem trên điện thoại của các bạn hoàn toàn miễn phí hôm nay tôi minh họa cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm vn thông qua học câu hỏi trắc nghiệm cho luật cán bộ công chức loại câu hỏi về nguyên tắc trong thi hành công vụ thì thông qua cái tài liệu này các tài liệu khác hoàn toàn học tương tự phần mềm thường xuyên update cập nhật những câu hỏi trắc nghiệm mới nhất nhằm đáp ứng cho nhu cầu học tập của học viên à, sau đây tôi minh họa như sau chúng ta khởi động trình duyệt trên máy tính à, cơ sở dữ liệu nó lớn cho nên nên học trên máy tính chứ còn phần mềm nó cho phép các bạn đăng nhập trên điện thoại được nhưng mà bộ nhớ của điện thoại nó ít nên nó chậm à, nên học trên máy tính chúng ta khởi động trình duyệt trên máy tính sau các bạn gõ cái địa chỉ hình thức trách nghiệm vn chú ý là đuôi vn à, sau đó xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng rồi môn kiến thức chung môn, ôn tập dự tuyển công chức ở phía trên nâng ngạch ở phía trên viên chức đơn vị sự nghiệp công lập viên chức giáo viên các cấp ở phía dưới này à, các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới à, ví dụ hôm nay các bạn được cấp ký danh mật khẩu ở mục số 1 môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức thì các bạn để con trỏ tại mục số 1 các bạn để nhầm sang mục số 2 thì không đăng nhập được nữa à, vì vậy à, chúng ta có ký danh mật khẩu ở mục nào chỉ đăng nhập vào mục đó được thôi và các bạn chú ý là phải kích chuột vào cái dòng à, các bạn có cái danh mật khẩu sau đó mới nhập mật khẩu à, chúng ta chọn mục số 1 chẳng hạn à, nhấn nút trái chuột sau đó nhập cái danh mật khẩu khi các bạn có cái danh mật khẩu các bạn phải bí mật người khác biết được đăng nhập phần mềm các bạn không đăng nhập được nữa các bạn chọn login để đăng nhập vào phần mềm à, sau đó vào phần mềm các bạn có thể tất cả trong một cái trang này hết Hiện nay trong lúc hôm nay tôi đang trình bày với các bạn là đã có gần 200 à, tài liệu rồi Vì vậy các bạn chỉ chọn những tài liệu các bạn cần thôi Thì đầu tiên là các bạn học trên phần mềm thì vừa học câu hỏi trách nghiệm vừa học lý thuyết Thì các bạn phải tải một cái file tài liệu về máy tính hoặc in ra giấy Thì riêng câu hỏi trách nghiệm thì các bạn phải học trực tiếp trên phần mềm à, Vì nó thuộc bản quyền phần mềm của thầy cho nên các bạn không tải được Các bạn phải học trực tiếp trên phần mềm còn các file thì các bạn tải được đấy các bạn di chuyển con trỏ từ trên xuống dưới như này thì hết câu hỏi cho bắt đầu đến file thí dụ như là cái chữ file dbf hay là file udt này thì các bạn tải được thì uh, file luật cán bộ công chức 2008 và sửa đổi 2019 hay là văn bản hợp nhất thì các bạn tải trên google các bạn tải trên google thì các bạn uh, vào google xong các bạn gõ cái, cái văn bản hợp nhất của luật cán bộ công chức 2008 2019 thì các bạn copy sang văn bản, rồi sau các bạn lưu vào máy tính của các bạn. Nhưng mà trong phần mềm này, thì thầy để ở cái file vừa 2008 vừa 2019 trong một file. Các bạn kích chuột vào file. Sau đó các bạn in ra, ra giấy thì các bạn chọn máy in. Mà các bạn tải xuống thì các bạn nhấn vào nút tải thì các bạn lưu vào máy. Sau đó các bạn chỉ mũi tên quay lui. Đây, mũi tên quay lui đây, nhấn nó trái để các bạn quay lui sau đó các bạn mở file lên thì các bạn mở cái file này lên à, thì nó chia lắp màn hình rồi thì nốt điều kiện cửa sổ là nốt dấu trừ để thu nhỏ lại chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ nhấn nó trái nó thu nhỏ các bạn chỉ mũi tên chuột vào nốt thu nhỏ nhấn nó trái thì nó mở lên thì các bạn thấy rằng là đây là cái file mà các chữ đen trên nền vàng tức là năm 2008 nền vàng đã được thay đổi bằng chữ xanh À, trên nền trắng Đó, các bạn thấy là các bạn có thể học 2008 là cái chữ trên nền vàng đây nay đã được thay đổi bằng 2019 bằng chữ xanh trên nền à, trên trên nền trắng là các bạn biết được cái cũ là như thế cái mới là như vậy còn cái mà nó giữ nguyên thí dụ như điều 3 à, nguyên tắc trong thi hành công vụ thì từ khoảng 1 đến khoảng 5 như vậy các bạn thấy có 5 khoản thì có 5 nguyên tắc trong thi hành công vụ thì các bạn rút ra được ngay để làm câu hỏi trắc nghiệm có bao nhiêu nguyên tắc trong thi hành công vụ thì các bạn thấy đáp án đúng ở đây là 5 nguyên tắc đó các bạn chỉ về dấu trừ thì thu nhỏ lại sau đó các bạn di chuyển con trỏ lên phía trên để các bạn tìm câu hỏi trắc nghiệm cho luật cán bộ công chức để các bạn học câu hỏi trắc nghiệm câu hỏi trắc nghiệm là, là phân giá từng tình huống một từng ý nhỏ một trong luật trong tài liệu đấy để các bạn chi nhỏ các bạn học từng ý thì nó rất là nhớ đó để giải quyết từng ý một, từng câu một. Thí dụ như các bạn học từ mục 1 đến mục 10, luật cán bộ công chức, sau đó các bạn thi thử mục số 11, luật cán bộ công chức. Các bạn nắm tốt rồi thì các bạn chuyển mục khác. Nếu chưa tốt các bạn quay lui lên trên đây để học. Các bạn học mục số 1 xong, học mục số 2. Thí dụ các bạn đã học xong mục số 1 rồi, hôm nay chuyển mục số 2. Các bạn nhấn nó trái chuột vào mục số 2. Sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới. Các bạn thấy có chữ thực hiện đề thi, các bạn nhấn nó trái chuột sau start và bắt đầu nhân nút chai chuột thì học lần đầu các bạn chưa cần làm bài Để các bạn nạp dữ liệu vào bó các bạn đã Để khi đó chúng ta mới làm bài được từ lần thứ hai trở đi là các bạn có thể làm bài được thì các bạn tự kiểm tra đánh giá à, kiến thức của mình à, các bạn muốn tự kiểm tra đánh giá thì các bạn chọn một trong bốn phương án sau các bạn muốn nộp bài sớm các bạn chọn finish ở góc tay trái màn hình này thì bây giờ học lần đầu coi như mình đã xong rồi học xong rồi mình chọn finish ở góc tay trái màn hình đây dưới ô vuông các tên câu hỏi đây Chọn finish Nhấn nút trái chuột vào chữ finish Sau di chuyển con trỏ xuống phía dưới Thì Các bạn thấy là chữ nộp bài đây Nộp bài kết thúc Nhấn nút trái chuột vào nộp bài kết thúc Sau xác nhận một lần nữa Chắc chắn nộp chưa? Chắc chắn rồi Nhấn nút trái chuột vào nộp bài Và kết thúc Để xem phần mềm hướng dẫn các bạn học Tức là cái phần mềm hướng dẫn các bạn Căn cứ vào đâu để giải quyết câu hỏi đó Và à, Vì sao nó lại đúng? Vì sao nó sai? nó đúng vì nó đúng có nội dung đúng như trong tài liệu à, sai là vì cái nội dung đó không có trong tài liệu à, và có thể nội dung đó là à, sai so với tài liệu Được. À, có, có trường hợp a đúng b đúng thì b đúng hơn a thì phải chọn b đó gọi là trách nhiệm bốn lựa chọn mà cái nào đúng nhất thì chọn nếu mà trong số các cái đúng thế còn lại có một cái đúng thì đương nhiên là, là, là chọn cái đúng rồi thì ở đây các bạn hỏi các bạn đọc câu hỏi này theo luật căn bộ công chức thì là giả thiết chung rồi đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ thì ở đây các bạn thấy đâu không phải thì chúng ta đang học thì có bốn phương án a b c d thì chúng ta thấy là phải tìm ra ba phương án là nguyên tắc thi hành công vụ dùng phương pháp loại trừ suy ra phương án còn lại không phải là nguyên tắc thi hành công vụ tức là loại câu hỏi là không phải thì chúng ta tư duy chúng ta phải học ba cái phải rồi trừ ba cái phải ra còn một cái không phải đó đấy là cách học bài bản còn sau này mình học một lần rồi hai lần rồi mình nắm tốt rồi bỏ óc có dữ liệu rồi chúng ta có thể làm tắt làm nhanh tìm ra được ngay một cách không phải đó là cách làm thứ hai sau khi các bạn đã có kỹ năng rồi để bỏ óc các bạn có dữ liệu rồi thì nhận ra được một cách không phải ngay nhưng học lần đầu các bạn cứ phải tìm ra ba cái phải à, à, sau đó chúng ta à, thấy rằng là ba à, cái phải mà giữ nguyên mà thay một cái không phải bằng một cái nội dung không phải khác chúng ta có một câu hỏi mới như vậy là có hàng loạt câu hỏi vì vậy không thể chạy xô đi tìm câu hỏi trắc nghiệm để học được có bạn báo thầy ơi, em có một cái file năm sáu trăm câu học có được không học học thì cũng được nhưng mà không hiểu nội dung à, gọi là học vẹt và nếu mà rơi vào đó thì làm được không rơi vào đó thì chịu à, như vậy là chạy xô đi tìm câu hỏi đến bao giờ học được mà học hết được đấy tôi minh họa cho các bạn thấy này À, ví dụ như đây căn cứ điều 3 đó căn cứ điều 3 thì các bạn kích chuột vào file đây là tình huống đặt ra mà để chúng ta học lý thuyết luôn à, điều 3 các nguyên tắc thi hành công vụ thì các bạn để ý là nguyên tắc số 1 tuân thủ hiến pháp và pháp luật nguyên tắc thứ hai bảo vệ lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân nguyên tắc thứ ba là công khai minh bạch đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra giám sát thứ tư bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt và hiệu quả. Nguyên tắc thứ năm bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ. Như vậy có 5 nguyên tắc trong thành công vụ. Thì các bạn soi vào điều 3 thì các bạn thấy phương án B công khai minh bạch đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra giám sát thì đây đúng là một trong những 5 nguyên tắc rồi. Phương án B bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đó à, À, cũng là một trong những nguyên tắc trong thành công vụ rồi nguyên tắc à, thứ à, tuân thủ hiến pháp và pháp luật thì đây là cũng là một trong những nguyên tắc như vậy b c d đều là ba nguyên tắc trong thành công vụ suy ra phương án còn lại phương án a thực hiện bình đẳng giới không phải là nguyên tắc trong thành công vụ đó thì như vậy các bạn thấy rằng là phải làm ba cái phải thì còn một cái không phải đó cái phương pháp làm cái loại câu này nếu ta thay đổi phương án A thực hiện bình đẳng giới bằng một cái nội dung khác không phải là nguyên tắc thi hành công vụ giữ nguyên phương án B, C, D chúng ta có một câu hỏi mới như vậy có hàng loạt câu hỏi về eh, loại câu hỏi này luôn đấy, cho nên không thể chạy xô được đấy thì học chứng minh cho các bạn không chạy xô được chúng ta học để hiểu nội dung và có phương pháp làm bài để kỳ thi chính thức diễn ra ra đề cứ gì ta cũng làm được đó là phương pháp học tốt nhất và học để có kiến thức vượt qua kỳ thi học để có kiến thức à, kỳ trúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn à, đối với là cái phương pháp học tốt nhất đây là kinh nghiệm dạy đại học thì giáo đúc ra một cái kinh nghiệm như vậy sẽ phổ biến cho các em à, học theo phương pháp tư duy hiểu nội dung và có phương pháp làm bài không chạy show đi tìm cơ hội trắc nghiệm nếu chỉ học mình tài liệu không thôi mà không học cơ hội trắc nghiệm thì các bạn lung túng kỳ thi chính thức diễn ra không biết làm thế nào để tốt được các bạn học trên phần mềm còn một cái lợi ích là rèn luyện kỹ năng thi thực hành trên máy tính kỳ thi chính thức diễn ra có 60 câu 60 phút chẳng hạn thì sau này là 100 câu 100 phút chẳng hạn 100 câu hay là bao nhiêu phút đó thì các bạn để ý là phản ứng rất nhanh rèn luyện được kỹ năng thi thực hành trên máy tính à, như vậy là à, chúng ta phản ứng được ngay à, xin giới thiệu với các bạn là như vậy học để có kiến thức vượt qua kỳ thi học để có kiến thức làm việc tốt hơn chúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn hai câu tiếp theo đâu là nguyên tắc trong thi hành công vụ à, phương án a b c d thì đây là có cả ba phương án này chúng ta tìm ra một phương án không phải là nguyên tắc thi hành công vụ thì chúng ta loại trừ được cả ba phương án thí dụ ở đây thì các bạn thấy phương án c chấp hành nguyên nghiêm các quy định của đảng nhà nước và chính phủ thì đây không phải là nguyên tắc thi hành công vụ Phải trong điều 3 suy ra cả ba phương án bị loại trừ thì các bạn căn cứ điều 3 thì ở đây các bạn tìm ra được một phương án là thi hành công vụ Đấy, các bạn kích chuột vào điều 3 này các bạn tìm đến điều 3 là có khoảng 5 bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ thì đây chính là một trong những nguyên tắc thi hành công vụ được thể hiện ở trong phương án d bảo đảm thứ bậc hành chính và phối hợp chặt chẽ thì ở đây hỏi đâu là nguyên tắc thi hành công vụ thì chúng ta tìm được ngay đảm bảo thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ còn phương án a thực hiện bình đẳng giới là không có trong điều ba cho nên nó không phải là nguyên tắc thi hành công vụ phương án c chấp hành nghiêm các quy định của đảng nhà nước chính phủ không có trong điều ba cho nên nó không phải là nguyên tắc thi hành công vụ và phương pháp làm loại câu này đáp án đúng trên nền vàng là g Connect Answer E, bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối chặt chẽ đó, học trên phần mềm rất thuận lợi các câu hỏi khác hoàn toàn tương tự xin giới thiệu với các bạn như vậy thì chúng ta học một biết 10. học đây là à, hiểu nội dung ra đề cái gì chúng ta làm được đó là cái phương pháp học tốt nhất xin giới thiệu với các bạn các bạn đăng nhập vào phần mềm để học hàng loạt các cái dạng câu hỏi trắc nghiệm khác. À, các bạn muốn học lại cái mục này thì số lần học không hạn chế mà. Các bạn kích chuột mục số 1 để các bạn học đi học lại hoặc hoặc là học cái mục khác. Bây giờ muốn bảo mật cái mật khẩu của mình thì các bạn kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình này có cái hình người này để xuất hiện cái thực đơn thoát thì các bạn chọn cái chữ thoát để bảo mật cái mật khẩu của mình. Sau đó các bạn kích chuột dấu chéo để tắt cái số. Như vậy tôi đã minh họa với các bạn xong cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm thông qua học cái tài liệu về luật cán bộ công chức, đặc biệt là loại câu hỏi về nguyên tắc trong thi hành công vụ. Thì các bạn xem video của thầy hay và bổ ích. Nếu chưa chọn nút đăng ký thì hôm nay hãy chạm tay vào nút đăng ký khi các bạn đang xem trên YouTube để nó chuyển thành đã đăng ký. Thì như vậy các bạn nhận được hai tiện ích, tiện ích thứ nhất xem video bài giảng theo từng mục. Tiện ích thứ hai có video bài giảng mới các bạn nhận được sớm nhất các bạn có nhu cầu học câu hội trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm vn các bạn đăng nhập vào bất kỳ lúc nào các bạn đều học được rất phù hợp với các bạn các bạn liên hệ với thầy giáo thạc sĩ lê văn quang theo một trong hai số hiển thị trên màn hình một lần nữa chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn